Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ bảy. Review đồ ăn nhá. Em ơi, em ăn gì anh mời? Quá nhiều đồ ăn ở đây luôn. Mình sẽ thử da cá trứng muối trước nhá. Đây nhá. Hơi cay cay một xíu, nhưng khá là ngon nha. Số 2, mực cán tẩm gia vị. Máng quá to luôn. Cái này thì rất là thơm mùi mực nha mọi người. Ăn rất là ngon, rất là thơm luôn. Số 3 là da heo tỏi ớt. Ok, ra đây ngồi cho mát. Ngon không? Giòn vãi anh ạ. Và đây là khô cá thiều que. Cái này có cái vị cực kỳ đậm luôn, nhưng không có tanh đâu nhé. Và đây là rong biển. Yêu ơi, mùi rong biển ghê quá. Mình không ăn được. Hey, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, nên mình sẽ thử ăn đồ ăn nội địa chung nhé. Mình chưa từng ăn đồ ăn vặt này bao giờ, nên là không biết có hợp hay không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây nó ghi là thịt cho người ăn chay, mà ngày xưa rất là thích ăn món này. Ngửi cái mùi thèm vậy, trưởng thề luôn. Giống cái que cay cay ngày xưa mình hay ăn ấy. Nói chung là nó cay cay xong rồi nó thơm thơm, ăn khá là ngon. Cay toát cả mồ hôi luôn. Có vẻ là xúc xích Trung Quốc bé ăn xúc xích Việt Nam nhỉ. Vị cực kỳ đậm luôn. Ngon. Ở trên shop người ta ghi đây là thịt hổ, nên là mình khá là tò mò. Đây thịt hổ đây, danh bất hư truyền đây. Ăn ngon vậy, cảm giác tuổi thơ quay về. Cái món thịt cua này là cái món mình tò mò nhất, không biết ăn thế nào này. Cay vậy trưởng. À, cay rồi. Có vị cua thật nhưng mà hơi nhiều bột. Thật sự. Chuyên mục ăn gì đấy. Hôm nay mình sẽ ăn thử lương khô quân đội Trung Quốc nha. Mình sẽ quất một con lương khô Việt Nam để xem cái nào ngon hơn nhá. Nặng hơn một cân luôn. Ái chà, hộp bằng sắt. Rất xịn sò. Một hộp có 6 cái tô, bên trong mỗi cái tô lại có 4 cái nhỏ. Mới bóc ra thì đã có một cái mùi khá là thơm rồi. Lần đầu ăn rất là thơm và lạ luôn, ăn nó giống cái mùi bánh quy ấy, nhưng mà ngon. Có một điểm là mình hơi thắc mắc xíu thôi. Trên bao bì có ghi ngày 10 tháng 10 năm 2021 này. Người bán bảo đây là ngày sản xuất và hạn sử dụng là 4 năm. Các bạn nghĩ sao nhỉ? Hey hey, để kỷ niệm những ngày đầu tiên qua nhà mới thì mình đã mua ngay một thùng đồ ăn vặt để ăn mừng đây. Đây là hai thằng cu em ăn trực. Em ơi, em ăn gì anh mời? Rất là nhiều đồ ăn luôn ấy. Đầu tiên sẽ là món cơm chuối. Giòn với thơm lắm ấy, mình nghiện món này từ hồi cấp 3 rồi. Bóc hộ anh cái khô bò nào. Bò khô rất ngon nhưng mà không có lá chanh nên mình không cho điểm tuyệt đối đâu. Mực xé tẩm gia vị này, mình chưa ăn bao giờ cả. Mình thấy cái mùi của cái mực xé này nó rất là hắc ấy, không ngon. Ôi dồi ôi, đây là cái snack đắt nhất mà mình từng ăn luôn, và cái vị của nó lạ lắm. Ngon mấy chưởng. Được.